bỏ mọi sự, vác thập giá mà đi theo tôi. Chắc trên thế gian này không có ai như Đức Giêsu. Vừa mới bắt đầu sứ vụ truyền giáo, giới thiệu đạo và khởi sự mùa thu nạp môn đệ, thay vì mị dân, dùng lời ngon ngọt có cánh để thu hút fan hâm mộ, đã không ngại nói với đám đông đang đi theo mình: ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi thì không thể làm môn đệ tôi. Đòi hỏi thật khó, và điều kiện được nhận làm môn đệ quá gắt gao đã làm nản những cõi lòng phấn khởi, làm chùn những bước chân thoăn thoắt, nhún nhảy hân hoan buổi đầu gặp gỡ. Đức Giêsu quả thực đã làm nhiều người thất vọng, vì không ngờ theo Ngài vất vả và phải trả giá mắc đến thế. Với danh sách dài những giá trị phải từ bỏ mà Ngài huỵch toẹt, không úp mở kê ra trước bàn dân thiên hạ. Và để thực hiện cuộc từ bỏ rớm máu này, Đức Giêsu đề nghị người muốn theo Ngài phải làm những việc sau đây. Thứ nhất, sử dụng tự do khi chọn lựa. Trong cuộc tự do này, Đức Giêsu hoàn toàn tôn trọng tự do của mỗi người. Vì thiếu tự do sẽ không có chọn lựa. Mà không chọn lựa thì hành vi của chúng ta không mang một giá trị nào. Hành động đi theo, đến với Thiên Chúa là việc làm của ý chí tự do. Và ý chí đó được lý trí mời gọi, suy xét, phân định kỹ càng trước khi quyết định. Để không như người xây tháp hay như vị vua kia, vì thiếu suy nghĩ, tính toán hơn thiệt, đã ê chề thất bại và nhục nhã cầu hoàng. Vì thế, Đức Giêsu mời gọi những ai muốn đi theo Ngài phải đi với tinh thần tự nguyện, đi trong tự do. Thứ hai, phân định để thấy thang giá trị đích thực khi chọn lựa. Người ta chỉ chọn khi do dự giữa hai hay nhiều giá trị. Chỉ lựa khi phải bỏ giá trị này lấy giá trị kia. Bởi nếu không có những giá trị cùng lúc hiện diện, chúng ta không cần đến khả năng chọn lựa. Khi nói chúng ta phải chọn hoặc cha mẹ, vợ con, anh, chị em, mạng sống mình hoặc cuộc đời làm môn đệ đi theo Ngài, Đức Giêsu đã không phủ nhận giá trị của những người thân yêu và bản thân mạng sống chúng ta, vì những giá trị này đều do chính Thiên Chúa ban tặng khi cho chúng ta vào đời làm người. Vì là quà tặng hồng ân từ bàn tay Thiên Chúa, nên không có lý do gì Thiên Chúa lại hủy bỏ những giá trị ấy, nếu không có một lý do khác rất mạnh. Lý do rất mạnh đó chính là Thiên Chúa mới là giá trị tuyệt đối, là nguyên lý của tất cả những giá trị tương đối mà chúng ta đang có, như cha mẹ, vợ con, anh, chị em, và đang là như mạng sống của chúng ta. Khi mời gọi chúng ta chọn lựa, Thiên Chúa muốn chúng ta nhận ra thang giá trị mà trên đó Thiên Chúa là giá trị tuyệt đối, nguồn phát sinh của mọi giá trị khác. Khi nói đến tương đối, chúng ta hiểu rằng những giá trị tương đối không thể đáp ứng những khao khát tuyệt đối, cũng không thỏa mãn ước vọng đi đến tuyệt đối luôn tiềm tàng trong mỗi người. Và chỉ một mình Thiên Chúa là đứng tuyệt đối, với hiện hữu tuyệt đối, tình yêu tuyệt đối, hạnh phúc tuyệt đối mới cho chúng ta thỏa lòng. Vì thế, khi đi theo Đức Giêsu để làm môn đệ Ngài, chúng ta được nhắc nhở để nhận biết Thiên Chúa là giá trị tuyệt đối, vượt xa tất cả những giá trị tương đối khác, nên Ngài phải chiếm ưu tiên thứ nhất trong chọn lựa của ta, và tất cả các giá trị khác phải được tan biến trong Ngài, tùy thuộc vào Ngài, vì tất cả đều quy chiếu vào Ngài, bởi từ Ngài mà có. Điều này
cho phép chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa không bắt chúng ta từ bỏ theo nghĩa bỏ rơi, bỏ lều, bỏ bê cha mẹ già, bỏ vợ dại con thơ, anh chị em thân thương trong gia đình, nhưng muốn chúng ta đặt Thiên Chúa lên trên tất cả các giá trị ấy trong chọn lựa của mình. Thứ ba, thánh ý Thiên Chúa là điều chúng ta phải chọn. Khi mời gọi người môn đệ bỏ mọi sự, bỏ cả mạng sống và vác thập giá mình, Đức Giêsu đặt người môn đệ trước đòi hỏi vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Đây mới thực sự là cốt lõi của vấn đề và mới thực sự là điều Thiên Chúa mong đợi ở người môn đệ. Bởi bỏ mọi sự mà không vì muốn theo thánh ý Chúa, quên cả cha mẹ, anh chị em mà không vì vâng phục ý muốn của Thiên Chúa, xóa cả mạng sống mình mà không vì muốn làm như Thiên Chúa muốn, chấp nhận mọi hy sinh mà không vì yêu mến Thiên Chúa, thì tất cả các từ bỏ đó, kể cả từ bỏ mình khi vất vả vác thập giá mình, cũng đều vô ích, vô nghĩa. Sở dĩ người môn đệ phải sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả những người thân yêu nhất và chính bản thân mình, vì không phải lúc nào ý riêng của bản thân và ý của những người thân yêu cũng luôn phù hợp và thuận theo thánh ý Thiên Chúa. Trong những trường hợp ý riêng đi ngược ý Thiên Chúa, ý cha mẹ vợ con anh chị em nghịch chiều ý muốn của Thiên Chúa, thì người môn đệ trung tín phải từ bỏ ý mình và ý người phàm, dù người ấy có thân thương, yêu quý đến đâu, để tuân theo và thực hiện thánh ý của một mình Thiên Chúa. Ý nghĩa của từ bỏ là từ bỏ ý riêng mình là thập giá rất nặng nề phải vác. Ý của những người thân là ràng buộc không dễ gỡ và phải thường quay quắt đến đau lắm mới gỡ được. Và những ý này luôn có khuynh hướng ngăn cản bước tiến của người môn đệ trên đường đi theo Đức Giêsu. Chính vì thế, Đức Giêsu không ngừng nhắc nhở người môn đệ tinh thần từ bỏ với điểm nhấn đôi khi rất gắt gao, quyết liệt. Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết, còn anh, hãy đi theo tôi loan báo nước Thiên Chúa. Vì ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Như thế, thánh ý Thiên Chúa là giá trị cao nhất mà người môn đệ phải chọn và phải thực hiện khi có giằng co với các giá trị khác. Đọc lịch sử giáo hội Việt Nam, có những nhà truyền giáo Tây Phương bỏ cha mẹ, anh chị em, quê hương, tương lai sáng lạn xuống tàu vượt đại dương đến một nơi không hề biết, sống với những người không cùng màu da, tiếng nói, văn hóa, phong tục, chỉ vì vâng theo thánh ý Thiên Chúa lên đường thi hành sứ vụ của người được sai đi. Vâng, thánh ý Thiên Chúa mới là đối tượng chọn lựa của người môn đệ. Và trong mọi tình huống, người môn đệ không thể đặt bất cứ giá trị nào khác lên trên thánh ý Thiên Chúa là giá trị tuyệt đối và lẽ sống của người được gọi đi theo Đức Giêsu. Nói cách khác, người môn đệ là người hoàn toàn thuộc về Chúa và thực hiện thánh ý Chúa, chính là hạnh phúc tuyệt vời của đời họ. Thiếu lòng yêu mến thánh ý, người môn đệ đánh mất căn tính thuộc về Đức Giêsu và không xứng đáng là môn đệ của Ngài. Thứ tư, chọn thánh ý Thiên Chúa là chọn phần tốt nhất. Khi nói, ai muốn đi theo tôi, hãy bỏ mọi sự, bác đập giá mình mà theo tôi, Đức Giêsu đã chỉ cho các môn đệ và tất cả những ai muốn đi với Ngài phần tốt nhất, giá trị nhất, hạnh phúc lớn nhất và phần thưởng đời đời phải chọn. Bằng chứng là khi tông đồ Phêrô lên tiếng than thở: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ hết mọi sự mà đi theo Thầy, với ý muốn biết các ông sẽ được gì khi đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa. Đức Giêsu đã khẳng định: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì nước Thiên Chúa mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh viễn ở đời sau. Ngài còn nhấn mạnh: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa
mà xét xử 12 chi họ Israel. Như thế, chọn Thiên Chúa và thánh ý của Ngài không phải là lựa chọn của kẻ ngu muội khi chọn cho mình phần ít oi, xấu xí, tồi tàn, kém cỏi, thua thiệt, nhưng là chọn lựa của người khôn ngoan, biết chọn phần tốt nhất, chọn giá trị cao cả nhất, chọn hạnh phúc lớn nhất, vì Thiên Chúa là chân, thiện, mỹ, tuyệt đối, và Ngài hằng yêu thương, quan phòng, chăm sóc những ai yêu mến, chọn thánh ý Ngài làm lẽ sống và đi theo Ngài. Xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu nồng nàn để có thể từ bỏ tất cả, để thánh ý Chúa được thể hiện trong chúng ta trong suốt cuộc sống trần gian này. Là hạt bụi không tên, con vươn lên, con vươn lên làm vì là giọt lệ buồn đau, con nở hoa, con nở hoa trong Chúa xuân, hương sắc nói lời vui với muôn ngàn dân. Chúa đã chọn con dù con đầy chẳng ngang, một đời chứng nhân khắc ghi bao hồng. Thank you.